Và mình đã móc xong đường viền của hai bên nhé. Bây giờ mình sẽ ráp hai cái bên phải và bên trái này vào với nhau này. Đó, thì các bạn sẽ úp cái mặt phải này lại. Mình sẽ xếp hai mặt này vào cho nó khít. Và các bạn sẽ ráp 6 cái ô trống này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 6 cái ô trống này nhé. Các bạn sẽ để hai cái mặt trước và mặt sau nó khít lên nhau như thế này. Đó, và mình sẽ đưa kim vào cái chân mũi móc kép của cái ô thứ 6 cuối cùng này. Các bạn sẽ đưa vào cạnh đây, ở mặt phía đằng này nhé, thì các bạn sẽ đưa kim vào cái cạnh sau này. Đó, còn ở cái mặt bên sau này các bạn sẽ đưa kim vào cái cạnh trước. Đó, sau đó nhé, mình sẽ lấy len kéo lên này. Đó, và các bạn sẽ móc các cái mũi rời cho mình bằng cách là mình sẽ đưa kim vào cái cạnh trước và cạnh sau đó của hai cái mặt này, và các bạn móc mũi rời. Cùng các bạn sẽ móc một mũi trượt và mình sẽ cắt cái tay đen thừa này để sau này mình giấu cái sợi đen thừa này đi nhé. Đó, sau khi ráp hai cái quả núi này lại với nhau, đây là mặt phải đúng không ạ, và bây giờ mình sẽ móc cái phần thân này, thì các bạn sẽ quay ngược lại mình móc cái bên trái đó ở cái mặt trái này nhé. Đây, mình sẽ móc như sau. Các bạn sẽ đưa kim vào đầu cái chân mũi móc đầu tiên này này. Đó. Đây. Mình sẽ lấy len nhá, kéo qua này. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Đó, như vậy mình coi như là được một mũi kép đúng không ạ? Tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích để tạo khoảng cách. Mình sẽ đưa kim vào theo hàng nhé. Đó, đây là hàng này. Đó. Sau đó nhé, các bạn sẽ bỏ qua cái hàng đầu tiên này. Đó. Và ở hàng số 2, các bạn sẽ móc cho mình như sau nhé. Các bạn móc một mũi kép đơn. Đó. Sau đó móc 3 mũi móc xích. Và ở cái chân móc đó các bạn lại móc tiếp một mũi kép đơn nữa. Đó, như vậy ở chân móc này các bạn sẽ móc 2 mũi kép đơn, và khoảng cách giữa hai cái mũi kép đơn sẽ là 3 mũi móc xích đúng không ạ?
tiếp theo nhé, mình sẽ móc một mũi móc xích này. Đó. Và các bạn sẽ bỏ qua hai hàng. 1 2. Đó, và đây là hàng số 3. Ở hàng số 3 các bạn sẽ móc lặp lại cho mình như cái hàng này. Có nghĩa là các bạn sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn. Mình sẽ móc một mũi kép đơn trước. Sau đó đến 3 mũi móc xích. Tiếp tục mình lại móc vào cái chân móc đó một mũi kép đơn. Đó. Và bây giờ mình sẽ móc một mũi móc xích. Tương tự các bạn sẽ bỏ qua hai hàng, 1 2. Móc vào hàng số 3 này. Đó. Hai mũi kép đơn. Mình móc một mũi kép này. Sau đó móc 3 mũi móc xích. Và lại móc vào cái chân móc đó một mũi kép đơn nữa. Đó. Đó, các bạn nhìn như sau nhá. Mình sẽ móc này. 2 mũi kép đơn vào cùng một chân. Khoảng cách giữa 2 mũi kép đơn là 3 mũi móc xích. Đó, như vậy là xong một cụm. Tiếp theo, các bạn sẽ móc một mũi móc xích. Bỏ qua hai hàng. Mình móc vào hàng số 3. 2 mũi kép đơn, khoảng cách giữa 2 mũi kép đơn là 3 mũi móc xích. Đó, và lại lặp lại tương tự, đúng không ạ? Tiếp theo nhé, mình sẽ móc này. 1 mũi móc xích. Bỏ qua 2 hàng, 1, 2. Móc vào hàng số 3. 1 mũi kép đơn trước này. Sau đó 3 mũi móc xích. Tiếp tục đưa vào chân móc đó móc một mũi kép đơn nữa. Đó. Một mũi móc xích này, bỏ qua hai hàng. 1 2. Móc vào hàng số 3. Một mũi kép đơn. Sau đó đến 3 mũi móc xích. Lại móc vào chân móc đó một mũi kép đơn. Đó. Và các bạn sẽ móc lặp lại cho mình như vậy đến hết hàng nhé. Và còn một cái ô cuối cùng đây, đúng không ạ? Một mũi móc xích này. Sau đó các bạn sẽ bỏ cái ô cuối cùng này nhé. Và mình sẽ đưa vào cái đầu chân móc này. Đó. Các bạn sẽ móc một mũi kép. Đó. Như vậy là mình xong hàng thứ nhất của cái phần thân. Đó, đây là mặt trái nhé. Và bây giờ các bạn sẽ móc hàng số 2 này. Đầu tiên các bạn sẽ móc 3 mũi móc xích. Đó. Xoay ngược lại. Đó, và bên này là bên phải. Các bạn sẽ móc hàng số 2 nhé. Ở hàng số 2 các bạn sẽ móc như sau. Đây nhá, nó có các cái chữ V này, đúng không ạ? Được tạo bởi hai mũi kép đơn. Các bạn sẽ đưa kim vào cái chân móc đó. Các bạn sẽ móc mỗi một chân móc là 7 mũi kép đơn. Mình sẽ móc mũi móc đầu tiên nhá. Đây, hai mũi kép đơn này, đúng không ạ? Các bạn sẽ đưa kim vào cái chân móc này. Và bạn móc cho mình 7 mũi kép đơn. Bỏ qua cái ô trống bên cạnh này. Móc vào cái chân móc được tạo bởi chữ V bằng 2 mũi kép đơn này, đúng không ạ? Tiếp tục 7 mũi kép đơn vào cùng một chân này. 1 2 3 4
sẽ móc các cái mũi móc tiếp theo. Đó, và tương tự các bạn sẽ móc cho mình như vậy đến hết hàng nhé. Như vậy mình đã móc xong hai hàng của phần thân nhé. Bây giờ mình sẽ móc hàng số 3. Hàng số 3 mình sẽ lặp lại ở hàng số 1. Đó, nhưng chỉ có khác ở cái phần mà mình sẽ đưa kim vào cái chân móc nào thôi. Bây giờ mình sẽ móc hàng số 3 nhé. Các bạn sẽ lên 3 mũi móc xích này. Xoay ngược lại. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ móc thêm một mũi móc xích để mình tạo cái khoảng cách, đúng không ạ? Sau đó các bạn sẽ đưa kim vào cái giữa cái cụm 7 mũi này này. Đó, ở đây có 2 4 6 7. Các bạn sẽ đưa kim vào cái mũi số 4 nhé. 1 2 3 4. Đó. Và các bạn sẽ móc ở cái chân mũi này hai mũi kép đơn trung chân, và khoảng cách giữa hai mũi kép đơn sẽ là 3 mũi móc xích. Đó, mình được một mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ móc 3 mũi móc xích này. Đó. Tiếp tục mình lại đưa vào cái chân móc này mình móc một mũi kép đơn nữa. Đó. Tương tự các bạn sẽ móc các cái cụm tiếp theo nhé. Sau khi móc xong cái mũi hình chữ V như thế này, đúng không ạ? Các bạn sẽ móc một mũi móc xích này. Đó, và mình sẽ lại móc một cụm móc như này nữa. Tức là cứ mỗi một cái cụm móc như thế này thì được cách nhau bởi một mũi móc xích. Đó, và các bạn cũng đưa kim vào chân mũi 1, 2, 3, 4 ở giữa đấy. Tức là cái chân mũi ở giữa này. Đó. Mình móc một mũi kép đơn, sau đó 3 mũi móc xích. Móc tiếp vào cái chân móc đó một mũi kép đơn. Đó. Tiếp tục một mũi móc xích. Đó, ở cụm móc 7 mũi này. Mình sẽ móc hai mũi kép đơn. Khoảng cách của nó là 3 mũi móc xích. Một mũi móc xích này. Hai mũi kép đơn. Đó. Và các bạn sẽ móc tương tự cho mình đến hết hàng nhé. Thì ở đây các bạn sẽ lưu ý là hàng 1, hàng 3, 5, 7, 9 là như nhau. Và hàng 2, hàng 4, hàng 6, hàng 8 là như nhau. Vậy thì các bạn sẽ móc cái hàng 3 này xong, các bạn sẽ quay lại móc hàng 4 tương tự như hàng 2. Đó. Và mình sẽ móc cái chiều dài của cái phần thân này này là theo ý thích của mình. Đó. Thì ở đây như sản phẩm của mình sẽ móc 8 hàng. Đó. Và các bạn sẽ móc cho mình tiếp tục đến hết hàng số 8. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn sẽ móc xong hàng số 8 nhé.
Ở đây mình đã móc xong 8 hàng của phần thân. Đó, bây giờ các bạn sẽ móc thêm 2 hàng cho mình nữa. Đó là hàng số 9 và hàng số 10. Thì hàng số 9 mình sẽ móc tương tự như các cái hàng lẻ 7531. Đó. Còn hàng số 10 thì mình sẽ móc cái họa tiết hơi khác một chút để cho cái phần dưới này nó mềm mại. Đó, và bây giờ các bạn sẽ móc tiếp cho mình nhé. Mình sẽ móc hàng số 9. Mình đã móc xong hàng số 9 nhé. Tiếp tục ở hàng số 10 này. Các bạn móc 3 mũi móc xích. Đó, xoay ngược lại. Và các bạn sẽ móc như sau nhé. Mình sẽ móc thêm một mũi móc xích nữa. Đó. Thế và mình cũng sẽ móc ở các cái chân móc tương tự như là hàng số 8. Nhưng mà các bạn sẽ móc cái họa tiết như sau này. Mình sẽ đưa kim vào chân móc nhé. Các bạn sẽ móc 3 mũi kép đơn trước này. 1 2 3 đó. Sau đó các bạn sẽ móc 2 mũi móc xích. Đó. Tiếp tục đưa kim vào chân móc đó, các bạn móc 3 mũi kép đơn nữa. 1 2 3 đó. Tiếp theo nhé, các bạn cũng sẽ móc cũng tương tự như phía bên này. Đó, mình sẽ móc 3 mũi kép đơn trước này. Sau đó 2 mũi móc xích này. Tiếp tục các bạn lại móc vào chân móc đó 3 mũi kép đơn. Đây là hàng cuối cùng nhé. Các bạn lưu ý là mình sẽ móc đều tay này và đừng lỏng tay nhé. Tức là móc đều, đừng lỏng tay quá. Đó thì nó sẽ bị, nếu mình móc lỏng tay nó sẽ bị giãn cái phần dưới này. Đó, mình móc được 2 cụm móc như vậy rồi. Tương tự các bạn sẽ móc các cái cụm tiếp theo cho mình nhé. 1 2 3 Sau đó 2 mũi móc xích và tiếp tục móc 3 mũi kép.
Đó. Và các bạn sẽ móc tương tự cho mình như vậy đến hết hàng số 10 nhé. Đó, như vậy là mình đã móc xong hàng số 10 nhé. Và sau khi móc xong hàng số 10 thì các bạn sẽ móc một mũi rời. Mình sẽ cắt cái phần len thừa này và mình giấu cái sợi len thừa này đi nhé. Tiếp theo các bạn sẽ móc cái phần dây đeo cho mình nhé. Trước hết nha, các bạn sẽ móc 2 mũi móc xích. Đó. Sau đó mình sẽ móc mũi lửa kép vào cái chân móc đầu tiên này. Đó. Tương tự các bạn sẽ móc 2 mũi móc xích này. Và ở mũi móc số 2, các bạn sẽ đưa kim vào cái chân móc này, đây này. Đó. Đấy nhá. Các bạn sẽ đưa kim vào cái đầu mũi móc số 1 này. Mình sẽ móc mũi nửa kép số 2. Tương tự nhé, 1, 2. Và mình sẽ móc mũi số 3. Mũi số 4 này. 1, 2. Mũi số 5 nhé. 1, 2. Mũi số 6. Và các bạn sẽ móc cho mình 40 mũi như thế này nhé. Khi mình móc xong cái dây với 40 mũi như thế này rồi nhá. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ móc viền hai bên cho mình. Viền hai bên. Các bạn lưu ý là mình sẽ để cái dây cho nó thẳng nhá, thì nó sẽ không bị xoắn. Đó, trước hết là mình sẽ móc phía bên này. Sau đó các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích này. Đó. Và mình sẽ đưa kim vào cái chân móc ở giữa hai cái mũi của cái dây này nhá. Đây này, ở các cái ô trống này. Đó là khoảng cách giữa hai mũi đó, thì các bạn sẽ đưa vào cái chân móc này, các bạn sẽ móc 2 mũi nửa kép nhé. 1 2. Sau đó nhé, các bạn sẽ đưa vào cái chân mũi kế tiếp, tức là khoảng trống giữa hai cái mũi của cái dây vừa xong đó, các bạn sẽ móc 1 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ móc 2 mũi móc xích.
và đưa kim vào cái chân móc vừa xong ấy, cái chân móc móc đơn mình vừa móc ấy. Hai mũi nửa kép, một, hai, đó. Tiếp tục mình sẽ đưa vào cái chân móc kế tiếp này, đây, móc một mũi móc đơn, đó. Và mình lại lặp lại ở cái mũi này. Sau đó mình sẽ móc hai mũi móc xích, đưa kim vào cái chân móc vừa xong ấy, móc hai mũi nửa kép. Đó, mình sẽ lặp lại như các cái mũi móc này nhé. Tiếp theo này, các bạn sẽ móc hai mũi móc xích, móc vào chân móc đó hai mũi nửa kép. Đó. Và mình sẽ móc một mũi móc đơn vào phía bên này. Và các bạn cứ lặp lại như vậy đến hết hàng nhé. Ở trên mũi cuối cùng nhé. Đó. Đó. Sau đó các bạn sẽ quay ngược lại và mình sẽ móc ở phía mặt này. Đó. Các bạn sẽ móc tương tự nhé. Mình sẽ lên hai mũi móc xích này. Mình sẽ móc hai mũi nửa kép. Đó. Sau đó mình sẽ móc sẽ móc đối xứng về bên này. Tiếp tục nhé, các bạn sẽ lên hai mũi móc xích, móc hai mũi nửa kép. Đó. Móc mũi móc đơn. Mình móc đối xứng với bên này vậy ạ. Và ở mũi cuối cùng nha, thì các bạn sẽ móc một mũi trượt. Đó. Đó, như thế này. Và các bạn sẽ
Để nguyên cái sợi này để tí mình sẽ móc vào cái phần thân nhá. Tiếp tục các bạn sẽ móc thêm một cái dây nữa. Đó, mình đã móc xong dây nhá. Đây mình sẽ móc nối vào cái phần quả này như này, đúng không ạ? Đó. Cái này là mình sẽ nối ra đằng sau. Đây mình sẽ nối như này. Đây là mặt phải nhá. Đó, các bạn sẽ nối như này đúng không ạ? Thế thì mình sẽ trượt 3 mũi cho mình nhá. Các bạn sẽ trượt 3 mũi này. Và các bạn sẽ móc mũi rời nhé, ở cái đỉnh này đây luôn ạ, nó có hai cái ô trống này, đó, đây ba mũi, đây ba mũi, các bạn sẽ đưa kim vào đây, đó, và nó có hai cạnh, đây hình chữ V, cạnh trước cạnh sau, các bạn sẽ đưa kim vào cái cạnh trước này nhé, đó, các bạn lấy len kéo qua, đó, tiếp theo mình sẽ móc mũi trượt này, ở cái phần dây mình sẽ đưa kim vào cạnh sau này. Còn ở cái phần quả mình sẽ đưa kim vào cạnh trước của cái mũi móc kế tiếp này. Đó, và các bạn sẽ móc mũi trượt. Mình sẽ kéo len qua. Đó, tương tự các bạn sẽ móc cái mũi tiếp theo nhé. Và cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi rời nhé. Đó, mình sẽ cắt chỉ và giấu cái phần len thừa này đi nhé. Đó, và mình đã nối dây như này. Tương tự các bạn sẽ nối cái phần bên này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ móc cái phần dây qua ở bên này cho mình nhé. Và mình cũng sẽ nối tương tự như phía bên này. Và bây giờ mình sẽ móc cái sợi dây ở phía sau lưng nhé. Đó, các bạn sẽ chập hai cái sợi len này như này. Đó, sau đó các bạn sẽ kéo ra khoảng độ 1 mét. Đó, và bây giờ các bạn sẽ móc cho mình một cái bông hoa nhỏ nhé. Các bạn sẽ móc 5 mũi móc xích này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mình sẽ đưa kim vào cái chân đầu tiên đó. Đó, và các bạn sẽ móc một cái mũi rời. Đó. Và mình sẽ móc vào cái vòng tròn này các cái cánh hoa nhé. Các bạn sẽ móc như sau này. Mình sẽ móc 8 mũi móc xích nhé. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Và sẽ móc vào cái vòng tròn này. Móc một mũi móc đơn. Đó. Tương tự các bạn sẽ móc cho mình này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiếp theo nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sẽ móc cho mình 7 cánh nhé.
Và bây giờ các bạn sẽ móc cái phần sợi dây cho mình nhé. Đây, mình sẽ chia hai cái sợi dây như này. Các bạn sẽ đưa kim xuống dưới cái sợi phía dưới này. Đó, xong lấy len ở sợi phía trên, các bạn kéo cả qua hai cái vòng tròn này. Đó, ở mũi số 2 nhé, mình cũng lấy len ở sợi dây dưới này, quấn vào kim. Sau đó lấy len ở sợi dây trên, kéo qua cái vòng tròn. Tương tự nhé, các bạn sẽ móc như sau này. Đó. Đó, và các bạn sẽ móc cho mình 100 mũi như thế này. Đó. Sau khi móc xong cái sợi dây với lại 100 mũi thì các bạn sẽ luồn zig zag nhé. Mình sẽ luồn từ cái phía bên này và luồn vào cái ô trống ở hàng số 1 đó. Đó, sau đó các bạn sẽ luồn zig zag qua bên này. Đó. Đấy, mình cứ luồn zig zag đến cái điểm trên cùng này thì mình sẽ luồn từ trên xuống dưới. Đó, và kết thúc ở điểm này. Đó. Sau khi kết thúc ở điểm này xong ấy thì các bạn sẽ móc thêm một bông hoa ở phía bên này nữa. Đó, tương tự như bông hoa bên đây. Đó, và sau đó thì mình sẽ buộc hai cái dây này lại. Đó, để cho nó mềm mại. Đó. Và sản phẩm sau khi hoàn thành đây ạ. Đó, rất xinh xắn và đáng yêu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn.